changes. Vấn đề ở đây là phần legion, là phần chú thích này. Giờ em muốn bố trí thì vào phải vào architecture, à vào đây. Em phải vào bên trong công trình. Đây, phải 3D đi. Này, em vào view. Em vào phần legion này, anh vào legion này, legion này. Em ghi đây ví dụ như là chi tiết tủ bếp. Đúng không? Ok. Anh phải ghi đây chi tiết tủ bếp đây đúng không? Rồi, anh kích vào đây thì nó vẫn là trắng này. Anh vào phần Allotate này. Được nhá? Anh chọn cho em phần là component này. Anh chọn là legion component này. Chọn này anh chọn cho em đúng cái từ tủ bếp. Nó nằm ở furniture. Được nhá? Anh phải tìm đúng là furniture. Đây, bàn ăn này. Cái tủ bếp là gì? À cái tủ bếp. Nếu mà mình chưa biết rõ thì mình có thể là tạm thời ra ngoài. Để 3D đây. Mình chọn vào mặt bằng. Mình chọn xem là cái tủ bếp ấy là tên là gì? Em đổi tên. Đó là Casework đây. Casework. Được chưa? Mình edit family đi. Đây em chọn tất cả tủ bếp này vào đây. Em chọn nó đưa về là dạng furniture. Đây đúng không ạ? Ok. Và nó tên là gì? Load family. Vào đây. Alright. Thay thế. Anh chọn đây. Thì ở đây nó tên là kitchen đúng không ạ? Edit đi. Mình rename đi. Mình ghi đây là tủ bếp. Ok. Ok. Thấy chưa? Thì anh phần tủ bếp đây. Đúng không ạ? Đây. Nó vẫn trắng đúng không? Anh vẫn out. Đây. Component đây. Anh chọn là legion component. Và anh chọn đây là về phần furniture. Nó có chữ tủ bếp đây. Đấy. Thì đây. Anh sẽ có floor plan là mặt bằng này. Đúng không? Anh sẽ chuyển thằng này nó về là mặt đứng này. Đây, nó sẽ bắt điểm với nhau. Anh ra đây chuyển lên mặt bên này. Đủ ngay một cái tủ bếp. Ở đây nó chưa có mặt bên, được nhá. Cái này không cần mặt bên. Đây. Nhưng mà đây là mặt black, mặt đằng sau. Anh phải chọn nó mặt front là mặt trước. Đấy. Thế là đủ rồi. Đấy. Thì đây, bắt đầu mình sẽ cho vào chi tiết 01, ví dụ như đây. Mình chọn cả cái legion này. Mình cho thằng này vào đây. Theo tỷ lệ nào mình mong muốn. Như A3 đây, mình in tỷ lệ thằng này đang là 1/20. Ví dụ như đây, xong rồi vào đây anh bắt đầu dim text rồi là anh ghi chú cái gì. Anh phủ region hay không. Đấy anh dim thế này. Cánh thủ bao nhiêu nha, tùy anh. Đấy, anh hiểu chưa? Đấy anh dim text anh ghi chú ở đây. Đấy, thấy chưa? Anh dim text này. Còn ví dụ như mặt cắt của nó thì anh sẽ phải đưa kết cái 3D này, không chắc em dạy anh này. Về 3D này. Cái 3D này, 3D default rồi đúng không? Anh đắp kết này. Đúng chưa? Anh ghi đây là rename tủ bếp. Đúng không? Ok. Thì bây giờ anh phải vào mặt bằng anh chọn đúng cái tủ bếp ấy, hoặc là trên phối cảnh được. Anh chọn được cái tủ bếp này. Đúng không? Anh chọn vào cái section box 3D này. Này. Thì cái tủ bếp của anh đây, đúng không? Đấy anh chọn này, đấy cái tủ bếp anh đây. Bây giờ anh đặt cái mặt cắt vào đây, hoặc là anh ẩn hết cái tường này, chuột phải này, ăn hai này, cutlery này, ẩn hết tất cả tường này, cột này. Ăn hai này, cutlery. Đúng không? Sàn này. Đấy. Dầm này. Đấy, thì đây có mặt cắt có bếp rồi đúng không ạ? Bây giờ anh sẽ đặt mặt cắt qua đây. Đấy, anh đây, mặt cắt qua đây. Đúng không? Thì đây, như này. Và vấn đề em sẽ ẩn luôn cả cái search box. Cái này em dạy rồi đúng không ạ? Em dạy rồi, tủ bếp đây. Thì bây giờ anh cho khung bản vẽ đây. Thì riêng cái mặt cắt này nó tách rời thôi. Nó phần 3D. Section. Này. Đây nó tỷ lệ nó khác nhau. Mình sẽ cho nó về 1/20. Là tùy anh. Này. Đấy nhờ, ví dụ như những cái tỷ lệ này mình sẽ để tỷ lệ 1/25 chẳng hạn. Là vừa, nhưng mình không để ở dạng này, mình dạng để front này thì nó sẽ ra mặt cắt ở dạng này. Đây chỉ mấy cái chất hình dung bên ngoài. Này.
Anh để đây chế độ là 1/25 hay 1/30 thì tùy. Nó sẽ thu hết tất cả về theo. Đấy. Anh chọn đèn lên trên này. Ví dụ đây nó có vừa này hay không. Này, vừa, đúng không? Thì đây là mặt cắt, còn trên là mặt đứng, đúng không? Đấy, thì đây là mặt cắt của công trình. Anh thấy chưa? Và vấn đề ở đây ấy là mình đặt cái vật liệu mặt cắt này như nào. Thì anh sẽ thấy đây. Anh hack đèn này, đúng không? Em phải chọn vào family của nó. Là anh phải chọn vào cái cấu kiện của nó. Nó đặt vật liệu cho cái cấu kiện đấy chưa? Đây này. Family này, cái thông số của nó này. Nhá, anh chọn đây này, anh phải kích vào family nó. Và bây giờ chọn vào cái cấu kiện của thằng cabin này. Này. Anh phải đặt cho nó cái tấm này này. Đấy, tấm gỗ này này. Đây này, nó áp là cabin led này, thấy chưa? Thì vật liệu nó ở đây là gì? Thì đây. Lớp Philip nó chưa có gì cả, anh thấy không? Đấy. Đây. Thì bây giờ mình sẽ phải là tắt thằng này đi. Nào. Ví dụ chọn đây. Edit try. Thì ở đây nó có vật liệu của nó đâu, lớp Philip đây, nó chưa có vật liệu gì, đúng không? Bây giờ mình phải add tiếp cái vật liệu này cho nó ở đây này, bảng đây này. Đấy, không thì mình phải load ra ngoài. Load ra ngoài, chọn đây, bảng vật liệu thằng này nó lại không có ở đây. Đấy, nó không làm vật liệu cho cái tủ bếp này. Cái dựng này dựng rất là ảo ấy. Đây, chọn đây, em phải đặt vật liệu cho nó ở đây thôi. Đấy, âu giờ đây, nó đặt không đúng này. Nó dựng family không đúng này. Em mới cánh tủ này, chiều dày, chiều cao này, cabinet đây, vật liệu nó đây, chọn đây. Thì trong đây nó cũng sẽ có là mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. Surface pattern về mặt là gì? Cắt qua nó, cắt nó là sofit này. Em đặt màu đen này nhá. Ok. Nha. Ok. Này. Load into project. Mà này. Alright. Revit nặng phết. File nó cũng không nặng. Không nặng. Revit không nặng. Nhẹ. Sốt. Ở đây. Hết. Thằng này nó family của thằng này nó đặt nó hơi không đúng. Không đúng. Chọn một thủ bếp khác. Em đưa lốt rồi. Thủ bếp trên mạng khác. Không chỉ cần như thế này. Nhưng bây giờ. Tại sao? Mình đặt tức là mình đặt vật liệu đấy thì các cái mặt cắt kia nó sẽ chuyển thành màu đen, màu đen hết, kiểu mình làm bê tông bê tông và đúng rồi, hiểu rồi. Còn không thì cái chi tiết đây đấy. Cái chi tiết này đây, chọn đây, em phải đây. Em phải chọn này, ví dụ như là project line này, cái đường này nó nét 03 này, nó màu gì, màu đỏ này, đấy nhá. Đấy, cái pattern của nó là cái nét của nó thôi, đấy nhá. Còn surface pattern là cái bề mặt của nó đây. Mình sẽ chọn nó màu gì thì mình nhá. Đây, surface pattern mình không được chọn. No. Visible tắt đi. Đấy, thì anh sẽ thấy cái nét này chưa? Cái nét nó màu tím, màu đỏ chưa? Đấy, cái nét màu tím này. Đây, TL đi. Đấy, anh sẽ thấy đây. Cái nét này nó sẽ là nét 03 hết này. Đấy nha. Đấy, nếu đây anh chọn này là... Chọn cái bề mặt cắt của thằng này nó mới... Nó không đặt vật liệu nó mới dở hơi. Dịch này đây nó không có cắt pattern, toàn surface thôi. Thôi mình đây hay việc đó. Bây giờ đây ví dụ như em là cách khai thác hướng rất giỏi nhỉ. Vật liệu lấy từ trên mạng này. Em bảo rồi gì nữa. Cái đấy là trong thì cho em trong web rồi, trong web gì nhỉ? Em giới thiệu cả hai trong web luôn. Rồi. Thế thôi, còn lại anh em cứ theo nó mà triển khai thôi. Đây. Thì đây. Rồi. Bây giờ nếu mà xong rồi thì đây là cái phần này chi tiết đồ đấy nhá. Ví dụ em làm tiếp một cái là insert. Ví dụ như là em sẽ làm một cái cửa, chi tiết cửa. Nhưng mà bọn anh
chưa biết thống kê cửa trong tòa nhà. Đấy. Anh đã học thống kê đâu? Chưa thống kê đồ đúng không? Anh đây xem thống kê này là giới thiệu thống kê là buổi sau đây. Anh yên tâm là sẽ được học hết. Em trước em giới thiệu cho anh bảng thống kê rồi. Anh không nhớ nhé. Anh có lắm được bảng thống kê đó nhưng mà nhanh chưa. Xem. Vâng. Đến đây vào view, anh vào legion đây. Đúng không? Rồi anh sẽ chọn đây là chi tiết cửa. Đúng không? Demo chẳng hạn, đúng không? Ok. Thì anh vẫn vào đây thôi. Legion này, component này. Anh chọn đây là đo. Đo là cửa. Đây. Cửa đây. Ví dụ anh chọn đây, cửa này 1.5 x 2.2 đây. Đây là mặt đứng này. Trong công trình dùng cái cửa này đúng không? Vâng, đây là khoan mặt bằng này. Đây. Đấy, thấy nhá. Đấy. Thế thôi. Thấy nhá. Khoan riêng à? Vâng. Còn mặt cắt thì mình sử dụng như cái kia, như em vừa nãy ấy. Thì ở đây có cái tường đây ấy, anh chọn cái tường đây ấy. Thì đây là cái hot. Đấy nhá, cái hot đấy, mình chọn này là 1200. 1500. Đấy, thì đây là cái tường. Đấy. Cửa hoặc là mình sẽ đánh nó dài hơn, ví dụ như là 1800. Đấy cái tường nó sẽ bo ra ngoài này. Thì đây, thì anh sẽ dim được cái vấn đề là cái khuôn cửa này là khuôn cửa nó đặt là 63. Đúng không? Đấy. Ví dụ như là có vẻ khuôn cửa nó có thể là 60. Tùy đây bọn tây nó làm như thế mình làm nha, đúng không? Cửa vào đây là cửa này bao nhiêu mình chỉ cần cứ khuôn như này thôi chứ mình không cần phải quá cầu kỳ. Cái thợ học sẽ là đấy 50 nhá. Còn đây sẽ là cánh, ví dụ đây là cánh phẳng, còn nếu mà cánh kia thì mình sẽ design, mình sẽ chọn trong cái family cửa ấy. Thì đây cửa chính ở đây này em để là cửa palo cũng huyền nhá, chọn đây. Còn nếu mà mình muốn sửa family vào đây, mình chọn cánh này, mình click đi và mình chia ô giống như là cái sketch em dạy anh dựng ấy. Đó. Còn đây cái khuôn cửa nó dựng đây, nó dựng khuôn cửa cũng như thế thôi, dùng lại sweep đây này. Đấy. Đấy, đấy chút đấy, mặt đứng của nó này. Đấy, handrail các thứ này, đây. Đây. Mặt đứng của nó này. Mặt trong này, mặt ngoài này, đây nó gắn parameter này. Đấy. Nhá. Riêng công cửa. Đấy, riêng cái công cửa này mà anh đã gắn được chuẩn ấy. Này cũng mất thời gian lắm này. Nhá. Đây là thư viện rồi. Thế nếu mà mình chỉnh kích thước loạt sáng là mình phải vào cái family mình chỉnh. Vâng. Chứ còn nếu mà ở kích thước kia nó không được. Không được. Mình chỉnh kích thước loạt sáng à, đâu trong family là nó có sẵn rồi. Nó có cái phần loạt sáng này rồi. Ví dụ có cả phần khuôn đây này, em sẽ chỉnh những phần khuôn này cho anh chuẩn này. Này. Ở phần legion là phần chi tiết cửa đúng không? Cửa đêm 1 đây. Nhờ, ví dụ như là phần loạt sáng này đúng không? Thì mình sẽ chỉnh cái khuôn này vào đây, vào cái cửa này. Thì mình phải vào project cơ. Chứ trên legion này mình chỉ là chú thích ra thôi. Còn đây, ví dụ cái cửa này, cái khuôn cửa đây. Cửa này, cửa đây mấy đây? Insert 1. Đấy, ví dụ này. Insert 1 đây 1. Đây nó chuẩn này, tên chuẩn này. Này. Anh phải hiểu được cái cửa này. Đây. Ví dụ như em dim trên đây. Thì nó là 60. Đúng không ạ? Cao 2.2 m. Này. Nhá. Nhưng mà ví dụ chọn đây, anh edit đi. Thì anh sẽ tính ở đây. Vấn đề cái thông số ở đây này, nó cao đủ 2.2 m này. Nhưng mà rộng của nó là 1.5 m này. Rộng là 1.5 m này. Nhưng mà cái khuôn cửa ấy nó sẽ tính là 75 này trừ đi với 15 này. Đây là bề rộng của nó 150 này. Còn đây là bề rộng round là width, là cái bề rộng của cái khuôn. Bây giờ mình muốn trừ cái khuôn ấy đi là mình phải trừ đi cái khoảng này này. Ví dụ em chỉnh đây frame thích lít này. Còn đây sẽ là chiều cao này, đo offset plane này. Đây. Cái khuôn của nó thích lít là bề dày. Frame cái khuôn đây 75 đây. Mình đánh 73 thôi. Đây. Mình nhìn thử này nhé. Đây là 60. Đây là 52. Đây em xem cái thích lít này là gì ạ. Đây. Đây là đo là khuôn này.
frame thích lead này, đây này, mình sẽ đo là cái thằng frame thích lead là thằng từ cái mép này vào đây là 43 so structure là nó phải cộng thêm 8 phân ly này nữa, 7 phân, nó gọi 7 phân, 8 phân, 7 ly, vâng 7 ly để lớp lót 7 ly thành vòng tròn 50 này 75 phim thích lít đây, em để là 50, ok. Rồi, giờ vào phần legion ấy. Đây nó còn 61. Thì em chỉ để cái, đây là đo cái thằng này ấy, nó đến mép này, đúng chưa? Đây này, nó có mép khuôn này. Ví dụ đây, sau này ví dụ như là mình muốn để thằng đấy thì mình chỉ để 49 thôi. Nó trừ đi cả tất cả cái kia, thông số kia đó, thì nó tính tổng mà. Thì chọn này, edit, anh chọn cái thằng frame buôn này, anh chọn là 49 thôi. Đúng chưa? Đấy. Đây, nó thu lại rồi đấy. Anh về bàn chi tiết cửa đây. Đấy, thế này khuôn 60. Đấy, thì bên trên này cũng thế. Còn muốn hiệu chỉnh cánh cửa thì mình có family sẵn rồi, mình chỉ cần đưa vào là xong thôi. Cái kích thước nó sáng này. Đây, đây nó sáng đây là gì đó. Đã, bây giờ anh tổng của anh vẫn là 1.5 đúng không? Tổng của anh à, trừ đi 120 thì đây, đây còn nó sáng của anh đây. Tức là mình phải tính như tổng. Bây giờ khuôn khuôn là cố định rồi, khuôn là cố định rồi gì nữa, khuôn thì nó cố định rồi. Hiểu ý không? Em lấy cộng 120 ra số em còn có. Đấy. Còn bây giờ anh cứ nhập số vào đây, ví dụ như là cứ lấy lò sáng cộng thêm 120 thì anh nhánh số này vào đây bao nhiêu. Đấy. Thì đây nó chi tiết cửa, bây giờ mình chỉ tống nó vào bản vẽ này thôi. Đấy, bản vẽ chi tiết cửa đây. Như đây nó có chi tiết cửa. Đấy, anh đặt nó vào đây. Đấy. Mặt bên đâu cắt, mặt cắt qua đó đâu. Dạ. Mặt cắt qua đó chỉ mặt cắt thì triển khai giống như 3D ấy. Nhưng anh chọn đấy mặt cắt thôi, xong rồi vẽ khuôn mộng các thứ vào. Thì trên này ấy thì anh có thể là dùng detail, dùng detail item ấy. Như hôm trước em bảo dạy rồi, chọn đây này, detail line này. Mình có thể vẽ thêm các thứ vào đây. Hoặc như nào mặt cắt hoặc kia mình có thể bồi đắp thêm vào đây cơ mà. Mình vẽ như két đi. Cái phủ bì bên trên đúng không? Vâng. Trên đúng. Và vấn đề ở đây ấy là sau này ấy nó có một cái mục là drafting view, có là anh có thể là chọn bản két vào. Ví dụ anh có bản vẽ két của bản cửa bằng két chẳng hạn. Đúng không? Thì đây em lấy một cái bản đây. Ví dụ như bản cửa đây. Két tắc rồi. À tức là nhập nó vào. Sợ lúc sợ bản két đây em không có ấy. Là lấy một bộ cửa két chuẩn và ba vào luôn để mình vẽ lại được. Sợ không có bản cửa, em làm một Revit hết, em không có dùng két ấy. Em cứ làm đi, em cứ làm theo Revit của em đi, bỏ qua két đi, không cần phải theo cửa két nữa, theo cửa Revit của em hết đấy, theo cửa Revit hết thì gì phải làm cái két. Có những bộ cửa chuẩn của em lấy theo cửa chuẩn đáp vào, sau triển khai cửa chuẩn thôi là còn anh sẽ cho thợ thi công ra công đúng cái cửa Revit luôn. Cửa nào thì vẫn phải là cửa mình vẽ chuẩn thôi, chứ còn bản vẽ thì còn Revit hay không thì nó có nhiều không? Vẫn có nhiều bộ cửa không Revit hay không là vẫn là nó chỉ là phần mềm thôi, còn đâu mình vẽ như nào theo ý của mình. Nhưng mà có sắt thư viện mà anh em đã triển khai cửa chưa? Em sẽ cóp cho anh tầm khoảng 1.000 cái, sợ anh không dùng hết. Anh nha. Dùng cái đó, em triển khai theo cái đấy thôi, cần gì phải cầu kỳ. Mình vẫn phải làm theo thợ của mình, nên mình phải bảo thợ xem nó đóng kiểu nào cho nó đóng được. Rồi, anh đưa cái mẫu cửa ra, anh sẽ cho thợ đóng cái mẫu đấy của em. Làm chưa, anh sẽ design theo mẫu của em áp lên, hiểu ý không? Từ mẫu em anh sửa đi. Đấy, thì cái này thì mình tạo layer giống như là bên ngoài này. Này, em sang cái file công trình kia cho nó dễ, cho nó nhẹ. Em có mẫu cửa đó đấy, ổn ổn, đẩy con anh dùng mẫu cửa này được. Cần được rồi. Thì đây là xong bố trí phần, để xong bố trí cái phần là legion này. Đồ này, chi tiết đồ này, cửa các thứ thì mình dùng cái legion đấy để bố trí đồ. Đấy, còn những cái phần kia thì em sẽ bảo sau. Bây giờ cái phần anh muốn ốp tường đúng không? Đúng rồi. Ốp tường anh muốn ốp như nào? Ví dụ ạ? Ví dụ tường vệ sinh của anh Vinh. Đấy, chắc là lớp tường đấy đúng không? Xong đặt vật liệu. Chắc là bề mặt survey như nó gì. Tôi để bình tĩnh để cho Lâm hướng dẫn. Đây, ví dụ như là cái phần vệ sinh của anh đây đúng không? Đúng.
ốc tường vệ sinh. Bây giờ nhá, anh vào tường này, anh edit này, anh duplicate này, anh tạo ở đây cho em là lớp, ví dụ như là lớp ốp gạch, gạch ốp 50, được chưa? Rồi 50 anh chọn đây, anh chọn cái lớp này là lớp 50. Và anh chọn đây cho em, nó là Philips. Nhá, ok, ok. Và anh vẽ cho em ở đây. Vấn đề là anh vẽ đè cho em ở đây. À, vẽ đè lên. Này, vẽ là cái lớp hoàn thiện này. À, thêm một lớp nữa, thêm lớp gạch nữa vào đấy. Tức là như kiểu mình vẽ thêm cái tường nữa, thêm cái cua nữa. Này, anh vẽ nó sát vào đây cho em. Đấy, đấy. Dày nhạc. 50. Dày 50, xong rồi kể cả sau này về 3D. Anh ốp lát hay là anh muốn xẻ gạch cái gì ấy, anh đưa click đúp vào đây. Anh muốn cắt khoét hình dạng như nào ấy, thì anh cắt đây tưởng, cờ chỉ đây. Đây. Đấy, thì anh lát gạch khác vào đây. Đấy, hay như nào thì anh sẽ phải vẽ thêm một cái bức tường vào đây. Nhưng mà anh phải đặt là Philips này, dày 50 như này. Đấy, bo xung quanh này. Như vua. Vâng, đấy thì anh ốp, anh ốp tường. Vâng, nhưng mà anh ốp tường thì kể cả ở đâu anh cũng ốp như thế mà, đúng không? Đấy. Sau nó lại sử dụng hack như kia lại kia, đúng không? Anh hỏi Lâm cái trường hợp cái tường này của anh như này thì có áp dụng cái đấy chắc áp dụng như lát sàn đúng không? Quay lại vấn đề lát sàn. Như lát sàn. Khi đến triển khai thì anh phải làm như vậy. Mặt cắt ngang của nó là gì, xong rồi bề mặt nó là gì, đúng không? Vâng. Lát sàn, tôi hiểu rồi. Thế còn rèm thảm các thứ cũng như rèm thảm thì thư viện anh cho vào đâu? Thả đâu. Vâng. Hình như là bây giờ vừa rồi Lâm cũng rất là nhặt từ thư viện đáp đáp thả không chỉnh rồi đúng không? Em hướng dẫn hết này. Tất cả đều hướng dẫn hết. Đây anh hỏi Lâm cái trò cái tuần này nhá. Vâng. Ví dụ anh dựng cái bề thư đây nhỉ? Vâng. Nó có một cái đoạn giữa này. Vâng. Là anh có thể sơn màu khác hoặc là phải vỡ sần. Rồi, đây. Thì mình có làm được kiểu đấy không? Cũng như ốp tường vệ sinh thôi. Ví dụ như đây, em đang làm vật liệu của lúc nào gỗ đúng không? Thì là cái tường này đúng không? Anh dùng lệnh slip, SL, anh cắt. Ví dụ cái tường đây, anh vẽ cái tường ra, anh cắt ngang này. Rồi. Anh cắt ngang này. Này, anh cắt ngang ra nhỉ? Đúng không? Rồi. Còn nếu anh muốn cắt dọc, anh đặt vào đây, anh cắt dọc ra nhỉ? Anh cắt dọc ra này, đây nó được ô tường này đúng không? Đấy anh cắt này và anh dùng cái lệnh modify này, anh dùng pen này, nhớ pen đây. Và vật liệu đây em chọn là gỗ chẳng hạn, đây đúng không? Em paste vào đây. Đấy. Sân thì là gỗ. Đây, nhớ. Nó chia mảng ra đây. Anh dùng slip surface SL. Đây này em làm đây, cắt ra. Anh đặt đây, anh cắt ra. Rồi S pen đây. Anh chọn bao nhiêu màu trên này cũng được. Rồi. Anh chọn ví dụ màu gạch. Này. Này. Đấy. Hay kể cả cái cạnh tường này nữa này. Thường anh không đặt được vật liệu cạnh tường, anh chọn này. Đấy. Anh hiểu chưa? Anh chọn pen này, nó sẽ có cái bảng vật liệu sẵn ở đây. Mình chọn, mình đặt vật liệu sẵn trước. Đấy. Anh thấy chưa? Nó là mặt đứng làm rất nhanh thôi, có gì đâu. Thế anh không biết anh này. Để trước phải dựng cái tường theo cái kiểu tường mấy cấp này. Không gần gì đấy. Xong cho này anh gắn cái vật liệu đấy. Từng cấp một đúng không? Đề cốt nó hơi phức tạp, đi nó lâu. Đề cốt đúng. L. Đấy, anh trang trí đấy. Đấy. Anh chia vụn nó ra. Đấy. L nó cắt vụn. Đấy nó nhanh. Đó. Làm một bước xong nó cắt vụn ra. Còn nếu mà đương nhiên thì cái tường nó chéo thì anh phải chấp nhận rồi. Đây ví dụ như nó chéo thì đương nhiên anh phải là chút. Anh phải ví dụ như này thì anh phải vẽ bằng sketch. Nó sketch rồi đúng không? Anh phải vẽ sketch ra đục thủng nhau rồi mình phải vẽ đúng cái tường. Đúc vào đó xong rồi vẽ nó như thế nào? Vâng. Sẽ cắt thủng ra. Cho thay vào cái tường khác. Thay vào cái tường khác vào đấy. Đúng lại đúng vị trí bắt điểm liền đấy. Vâng. Vì nó chéo là mình phải design rồi. Nên mình phải vẽ một cái tường khác ở đây. Đấy cũng vào đúng bằng cái khối này chẳng hạn. Đấy. Thay vật liệu thôi. Cái pen này nó nhanh thôi mà. Cái pen này nhanh không mà. Tích phát là xong mà. Sơn. Đấy, như nó sơn này. Đấy, thế thôi. Điều video.